Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Như thường lệ bên em đã thông báo thì mỗi ngày bên em sẽ chọn ra một số cái mặt hàng để bán thành lý cho các bác. Nếu như bác nào đăng ký kênh của bên em thì bên em khi đăng những cái hàng này lên thì các bác sẽ được mua những cái hàng mà giá nó cực kỳ là hợp lý. Tại vì là đây là các bác biết là đây là cái kho, toàn bộ cái kho nhà em ở đây hiện nay là đang rất chi là chật, không có nơi để hàng, hiện nay về là đang phải đi gửi, không có nơi để. Thì cho nên là chính sách của em này bây giờ đang thanh lý bớt rất nhiều những cái hàng tồn. Bọn em đang muốn thanh lý, có những cái mặt hàng nó chỉ đôi loa, nó chỉ tầm 500-600 ngàn cũng có. Cho nên mà các bác nào mà có nhu cầu những mua loa giá rẻ thì các bác liên hệ cửa hàng em. Thì trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2019, thì bên em xin giới thiệu với các bác một đôi loa Senio. Thì cái loa này thì hôm trước bên em cũng đã đang bán, và rồi cũng rất nhiều các bác đã mua được những đôi loa này. Thì còn lại một số đôi thì hôm nay bên em đang bán thanh lý cho các bác. Thì cái loa này ngày trước bên em gọi là cái loa gọi là trong quanh ngoài quách, hoặc là loa độc hơn thuốc chuột. Thì thực sự đây là một cái dòng loa nó khá là độc, nó sở hữu là một loa nằm ở trong và một cái vỏ quách nằm ở ngoài đấy. Thì trước khi mà các bác xem video này, các bác có thể xem lại cái video lần trước bên em đăng, có cả phần nội thất, phần vỏ của nó tất tụt tụt mọi thứ. Thì các bác có thể xem bằng cách là chúng ta lấy một cái đường link ở đây, chẳng ngay chỗ ngón tay em này nhá. Đây, chỗ ngón tay em đây, đấy, chỗ trên đó. Thì có một cái đường link, nó sẽ dẫn đến một cái file, cái video trước đây bên em đã đăng cái loa này. Đấy, đã đăng cái loa này nhá. Thì hoặc là các bác có thể là xuống cái phần miêu tả của cái video này, các bác có cái đường link em để phía dưới, hoặc là các bác xuống cái phần bình luận của video này em cũng để một cái đường link ngay trên đầu. Hoặc là hết video này nó sẽ hiện lên một cái ô, sẽ là có một cái đề xuất sang một cái video cũ này. Thì các bác có thể là xem bằng bốn cách đó để chúng ta xem được cái video cũ trước đây. Thì trong video này bên em chỉ giới thiệu thôi, không tháo nội thất nữa, tại vì loa này là bên em tháo là nó khá là vất, tại vì là rất chỉ là khó tháo mà nặng. Một chiếc thùng này nó rơi vào tầm gần 30 cân, gần 30 cân một chiếc này. Nếu một cặp này nó rơi vào tầm 70 cân. Đấy, nó 6-70 cân gì đấy, khá là nặng. Cho nên mà cũng rất chỉ là ngại tháo. Thì đây là cái loa này thì trước đây bên em đã bán là 6 triệu đồng một cặp. Thì ngày hôm nay bọn em bán thanh lý cho các bác một cái giá gọi là không tưởng. Các bác có thể đoán được là bây giờ các bác em sẽ để cho các bác bao nhiêu ạ? Đấy, 5 triệu rưỡi, 5 triệu hay là 4 triệu hay là 3 triệu mà các bác sẽ đoán đi. Thì cũng tiết lộ luôn các bác là em sẽ để cho các bác với cái giá cực kỳ là thơm luôn. Cơ hội các bác chỉ mua bỏ là 4 triệu thôi, tại vì em bán được cái giá là giá thanh lý các bác nhá. Thì cũng bắt đầu vào trước đây bên em mà mua được cái loa này thì giá kia thì các bác cũng thông cảm cho em một tí, tại vì đây là có một số đôi bên em bán thanh lý. Thì tình trạng hàng này thì như sau. Loa này vẫn là bao zin cho các bác hết, gần bên em đã thay. Thực ra đối với cái giá 4 triệu này thì giá 4 triệu này thì các bác khá là hời, tại vì là nếu như thay một cặp gân như thế này là mất hai cặp gân, là mất 200 ngàn thì gân rồi. Thì cái loa này chỉ rơi vào tầm 3 triệu 8 thôi. Đấy. Cái này là đất bẩn các bác nhá, đầu tay là đất bẩn, không phải là bị keo. Đấy, chỉ là tầm 3 triệu 8 thôi. Đấy. Thì cái loa này nó có một cái vỏ ngoài và một cái e-căng phía trước rồi nhá. Đấy, em không tiện lôi ra đây. Thì đây, nó cái tên của nó là Senno đấy. Nói chung là cái tên đọc khá là khó. Thì dòng loa này cao của nó rơi vào tầm một thước, một mét. Ngang của nó rơi vào tầm 40 phân. Đấy. Đấy, bề sâu của nó cũng rơi vào tầm 325 phân. Đây, đây là cái tên của nó. Đây. Nó được làm một cái miếng đồng khá là chất. Cái này keo nó đang chưa lau đi các bác nhé. Cả một keo này đi được. Đây. Đây là một cái dòng loa, nó cái tên thương hiệu của nó là khá là như thấy. Đấy. Này là công suất của cái loa này nó là 200W các bác nhé, 200W. Một cặp này, một chiếc này là 200W. Đấy, cái phần chạm loa của nó là nằm ngay bên đây bác này, đấy cái chạm loa của nó đây. Đây, cái làm bằng đồng luôn bác nhé, đấy. Cái chạm của nó này, làm cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, phía sau của nó, nói chung là loa thì như hôm trước bên em cũng đã nói cái lô này nó có một cái vỏ bên ngoài. Cái vỏ bên ngoài thì nó xấu, nhưng mà bên trong thì rất là đẹp. Như cái loa này thì những cái như thế này bên em bao đẹp cho các bác nhé. Đấy, về để trong nhà rất là đẹp và sang, mà chỉ có 4 triệu thôi. Tính ra nếu loa này là nó bằng hai cặp loa bình thường, và các bác mua
chỉ là chưa đến 1-2 triệu đồng một cặp to. Đấy, khá là rẻ các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhé. Nhắc lại giá là 4 triệu đồng nhé, giá chưa có phí ship các bác nhé. Cái loa này thì khá là nặng các bác, mà vận chuyển bưu điện thì chúng ta cân nhắc là cái phí vận chuyển nhá, nó khá là cao. Và khu vực phía Nam em nghĩ chắc phải tầm 600 ngàn đấy, 600 hoặc hơn. Đấy, cả đó nhá. Và xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác. Nhắc lại nhá, các bác nên đăng ký theo dõi kênh của bên em. Nếu bác nào chưa đăng ký thì khi mà có những cái dòng loa mới thì bên em sẽ thông báo cho các bác biết, và rất nhanh để các bác mua được những cái dòng loa đã tốt như thế này nhá. Xin cảm ơn nhá.